Chào mừng các bạn đến với video giới thiệu sản phẩm của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá tủ lạnh Aqua 4 cửa AQRM466XA, một sản phẩm độc đáo kết hợp giữa thiết kế hiện đại và công nghệ tiên tiến. Với thiết kế nhiều cửa, tủ lạnh AQRM466XA không chỉ là một thiết bị lưu trữ thực phẩm mà còn là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế trong không gian bếp của bạn. Ngăn chuyển đổi Magic Zone, nơi bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ từ 0,2 độ C đến 4 độ C, giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon trong thời gian dài nhất. Tủ lạnh này được thiết kế độc đáo với các ngăn lưu trữ linh hoạt, giúp bạn sắp xếp thực phẩm một cách dễ dàng và tiện lợi. Làm lạnh đa chiều 360 độ giúp phân phối hơi lạnh đồng đều khắp tủ, giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon và hương vị không bị thay đổi. Công nghệ DEO Fresh không chỉ khử mùi hiệu quả mà còn diệt khuẩn, đảm bảo thực phẩm luôn được bảo quản trong một môi trường sạch sẽ và an toàn. Với công nghệ Twin Inverter, tủ lạnh không chỉ tiết kiệm điện năng mà còn vận hành êm ái, giảm tiếng ồn và duy trì nhiệt độ ổn định. Tay cầm ngang và khay kính linh hoạt giúp bạn dễ dàng sử dụng và vệ sinh tủ lạnh một cách thuận tiện. Bảng điều khiển cảm ứng cho phép bạn điều chỉnh các chế độ hoạt động của tủ mà không cần mở cửa, tạo sự tiện lợi và dễ dàng trong việc sử dụng. Với tủ lạnh Aqua 4 cửa AQRM466XA, bạn không chỉ sở hữu một sản phẩm tiện ích mà còn là một phần của phong cách sống hiện đại và tiện lợi. Đừng ngần ngại liên hệ ngay số điện thoại bên dưới màn hình để sở hữu sản phẩm này cho gia đình của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video giới thiệu sản phẩm của chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt và chúc mọi người một ngày tốt lành.